Từ xưa cho con hỏi về thế giới vô hình. Trong kinh Phật có nhiều văn bản nói về các loài chúng sinh phi nhân như chư thiên dạ xoa. Thế nhưng theo lý giải của sư ông Thích Thông Lạc thì 30 cõi trời là tưởng tri chứ không phải liệu tri. Nghĩa là con người chỉ giao tiếp với thế giới này bằng tưởng tri, tưởng tượng. Nếu sư ông Thích Thông Lạc dùng lý luận này để phủ nhận không có linh hồn thì chấp nhận được, nhưng nếu phủ nhận không có các thế giới, các phi nhân thì có vẻ mâu thuẫn với kinh sách Phật, điều này có đúng không? Chúng sanh phi nhân có phải là truyền tư tưởng tới con người thông qua tưởng tri? Về vấn đề của Thích Thông Lạc ấy, thì sư đã nói rồi, tức là vị này hiểu chưa có chính xác về lời dạy của Phật. Thành thử cái bài kinh nào mà vị này phù hợp với cái tư tưởng của cá nhân vị này thì vị này tin. Còn cái lời dạy nào, bài kinh nào mà nó không phù hợp với tư tưởng của vị này, của cá nhân vị này thì vị này bài xích. Và đây là một tư tưởng rất là nguy hại. Nếu như mà quý vị có cái nghi ngờ về cái thế giới của những loài phi nhân, về những cảnh giới mà mình không nhìn thấy, thì vui lòng đọc Trường Bộ, bài kinh Tệ Túc, kinh Tệ Túc của Trường Bộ, ở trong đó đó. Ngài Kumārakāsapa, Ngài có giải thích cho vua Tệ Túc là cái cõi, cái cảnh giới vô hình đó là nó có thật chứ không phải là không có thật. Còn cái thế giới của chúng ta đó là thế giới mà chúng sanh sống bằng tưởng. Quý vị muốn hiểu rõ thế nào là tưởng tri và thế nào là liễu tri thì quý vị phải đọc bài kinh pháp môn căn căn bản pháp môn. Dùng cái từ, tại vì cái tên tên do các vị sau này dịch á thì nó thành ra cố định rồi, chứ sư không có không có đồng ý, sư không đồng ý lắm về cái cách dùng cái tên của bài kinh này. Nhưng mà quý vị tìm cái bài kinh căn bản pháp môn là ra. Quý vị đọc thì chắc chắn quý vị không hiểu đâu. Cho nên sư có thêm một gợi ý nữa, đó là đọc cái nghe cái phần giảng kinh pháp môn căn bản mà sư đã giảng cũng trên cái kênh YouTube của sư, nằm trong cái phần là kinh Trường Bộ á, cái bài kinh đầu tiên ha, cái phần giảng kinh pháp môn căn bản, để quý vị hiểu thế nào là tưởng tri và thế nào là liễu tri. Bởi vì chúng sanh ấy sống hoàn toàn bằng trí tưởng tượng, cho nên chúng sanh họ không thể nào họ nhìn thấy đúng được sự thật, và họ thấy tất cả mọi chuyện nó thông qua cái sự tưởng tượng của họ, dựa trên cái tinh thần ngã chấp và không có đúng được sự thật. Cho nên là cái vấn đề của Thích Thông Lạc thì cũng không nằm ngoài cái lưới mà Đức Phật đã bủa vây, đã bủa xuống, tức là vẫn không tránh khỏi những cái suy nghĩ sai lầm. Thành ra sư tránh không có đọc những cái tài liệu của Thích Thông Lạc, chỉ bởi vì đó những cái tài liệu nào sư đọc á nó đều có vấn đề hết. Những tài liệu sư đọc đều có vấn đề hết, đều có những cái điểm không đúng với chánh pháp. Thành thử sư nói là nếu như quý vị tìm được cái bài nào của Thích Thông Lạc ấy, mà đúng chánh pháp thì quý vị có thể chia sẻ với sư, thì sư sẽ hoan hỷ, bởi vì con người này có những cái đúng chánh pháp ha. Nhưng mà thôi thì sư thấy là đi thẳng vào ở trong chánh kinh nó vẫn an toàn hơn là thông, mình phải đi mình gạn đục khơi trong đọc một bài á. Sư phải nói sư rất là mệt mỏi khi mà phải đọc những tác phẩm mà mình phải căng não ra
để phân biệt đây là đúng với chánh pháp và đây không đúng với chánh pháp, rất là mệt đấy.